Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 27 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin bỏ lại Trọng, Phạm Bình Minh tới Mỹ, đả Trung Quốc, diễn văn triệu người mong. Trong thời gian tới ở Việt Nam đã diễn ra những cái sự kiện rất quan trọng, và đặc biệt tại Liên Hợp Quốc tới đây là ngày mai sẽ diễn ra một bài diễn văn rất quan trọng của người đại diện của nhà nước Việt Nam. Và cuối cùng thì ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hiện nay đã quá già nua của Việt Nam và không thể đi được vì sức khỏe, cho nên sau cú đột quỵ ở Kiên Giang hồi tháng 4 năm 2019 thì giờ này ông có những cái phải đi lại khó khăn cũng như phải hạn chế rất nhiều, và điều đó sẽ đã đem lại cái việc mà ông ta không thể đến được New York. Và không những thế, với cái quan điểm cũ của mình thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn là người ủng hộ cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và yêu cầu mọi người phải đi theo con đường kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa. Nhưng bản thân ông thì vẫn luôn luôn có cái câu hỏi đặt ra với các cấp dưới của mình, rằng một cái điều mà ông ta phát biểu rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thì đây là phát biểu rất rõ ràng của ông trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi đó thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến nói chuyện về các vấn đề kinh tế ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thính giả là các lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố. Kết thúc buổi nói chuyện, nhiều người hỏi Bộ trưởng thế nào là kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa. Thì ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói rằng chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó đi mà tìm. Thì đây là cái điều rất đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi họ nhận ra rằng là không có điều này nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn bắt mọi người phải đi theo, thì cái sự lạc hậu của ông thực sự đã đến đỉnh điểm. Và không những thế, trong cuộc phát biểu ngày 24 tháng 9 năm 2019 vừa qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Liên Hợp Quốc thì ông ta đã đả kích rất mạnh mẽ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Và nếu đưa một người già nua và có đầu óc bảo thủ như ông Nguyễn Phú Trọng đến Liên Hợp Quốc thì quả là một tai họa cho đất nước Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam và cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chính vì vậy mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã được Bộ Chính trị quyết định cử đi New York để đại diện cho đất nước Việt Nam phát biểu tại phiên họp toàn thể của Liên Hợp Quốc vào ngày mai, ngày 28 tháng 9 năm 2019. Và hình ảnh các bạn có thể thấy gần đây nhất, ông bắt đầu được xuất hiện ở New York. Đó là việc Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ gặp Phó Thủ tướng Việt Nam khẳng định lợi ích ở Biển Đông. Hình ảnh này các bạn có thể xem ở trên một số trang truyền thông trong nước và quốc tế bắt đầu đăng. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ David Haller gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York vào ngày 26 tháng 9 năm 2019. Hôm 26 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ David Haller gặp ông Phạm Bình Minh và nói rằng Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Và đây là điều mà rất đặc biệt, vì khi đến Mỹ thì ông Phạm Bình Minh đã gặp ngay đối tác là đại diện, tức là chủ nhà, đấy là Thứ trưởng Mỹ. Và dường như để an ủi cho, và cũng là đúng cái chức năng của các lãnh đạo cấp cao tuổi mà chưa chịu về hưu như ông Nguyễn Phú Trọng, thì Ban Tổ chức Trung ương đã xếp lịch mời ông tới cuộc gặp các cựu lãnh đạo các thời kỳ trước để lấy ý kiến, góp ý và dự thảo báo cáo trình Đại hội 13. Và hình ảnh các bạn có thấy ngày hôm nay thì ông Nguyễn Phú Trọng được đưa đi đây, đến chỗ này, tức là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý và dự thảo báo cáo trình Đại hội 13. Sáng nay tại trụ sở Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 13 chủ trì hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 trình Đại hội 13. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất già và gặp phải những cái người lãnh đạo, tức là nguyên lãnh đạo của Việt Nam đã về hưu. Và điều này cũng khá đặc biệt, bởi vì thực ra với một số cái tâm sự của một số cái lãnh đạo ở Đảng trong nước thì họ cũng nói rằng khi đương chức thì không làm được gì, thì bây giờ khi về hưu thì gần như là nghỉ cho xong, và những cái việc mà lấy ý kiến này thực ra chỉ là hình thức mà thôi. Ông Phạm Bình Minh đã đặt chân tới Mỹ vào ngày hôm qua, tức là 26 tháng 9, và ngay lập tức phía Mỹ đã bố trí cho ông gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Và những hình ảnh tiếp theo các bạn có thể xem, đó là cuộc gặp đó. Ông Haller khẳng định cam kết của Mỹ đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ chuyên trách các vấn đề chính trị nói như vậy. Ngoài ra, Thứ trưởng David Haller còn bày tỏ mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc ở các cấp, thường xuyên tham vấn và phối hợp trong quan hệ song phương cũng như các diễn đàn đa phương. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, và là điều rất đặc biệt. Và sở dĩ cuộc gặp với Mỹ là rất gấp,
như vậy. Bởi vì trước đây khi cân nhắc việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đi New York và sau đó thăm Mỹ luôn được hay không, thì cho đến giờ phút cuối cùng thì ông Phạm Bình Minh mới được quyết định là được đi. Và cái sự ngang trái trong cái việc này mà khi cuộc gặp với Mỹ đáng nhẽ với ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh thì phải gặp ông người đồng cấp là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Michael Pompeo, chứ không phải gặp một thứ trưởng như các bạn vừa thấy được nêu tên. Và đây hình ảnh của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo trong thời gian vừa qua, và ông cũng đã có nhiều cái cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có những phát biểu cũng rất gay gắt và chỉ trích Trung Quốc cũng như những nước độc tài khác. Và hai bên đã trao đổi các vấn đề nhưng trọng tâm là về tình hình Biển Đông và hành động hung hăng của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và những thông tin mà các bạn cũng đã được chúng tôi chia sẻ cũng như một số tờ báo quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài RFI, FA và BBC tại London đã đưa, thì đây là hình ảnh của vào lúc 1 giờ 13 phút sáng ngày 23 tháng 9 năm 2019, Hải Dương 8 đã đến bãi đá chữ thập kết thúc cuộc khảo sát xâm lược lần thứ 3. Thì đây rất là nghiêm trọng, các bạn có thấy rất rõ. Với cái đường khảo sát này thì rõ ràng là phía Trung Quốc trong gần 3 tháng qua họ đã làm những cái việc trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và phía Việt Nam đã không thể ngăn cản, không thể bảo vệ được chủ quyền của Việt Nam, và quân đội Việt Nam cũng như là một lực lượng chấp pháp của Việt Nam dường như bó tay trước những cái lượng số tàu lớn và trọng tải lớn của Trung Quốc. Và Trung Quốc đã hoàn thành cái việc thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên trong cả quãng thời gian đó thì chúng ta đã chứng kiến việc ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu nhà nước, chủ tịch nước cũng không hề nói gì về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, và điều đó gây rất nhiều ngạc nhiên và rất nhiều câu hỏi trong đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhiều người dân đã phản ánh cái việc này. Và ngoài ra Trung Quốc đã đưa ra yêu sách chủ quyền với việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố, phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính từ tháng 5 đến nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan đến Công ước Liên Hợp Quốc về Biển Đông. Và những thông tin này các bạn cũng đã thấy báo chí trong nước đã giấu, không hề đăng, và 800 cơ quan báo đài và những tổng biên tập của những phóng viên đó họ không hề nói gì cho người dân Việt Nam được biết cái tình trạng rất nguy hiểm của Việt Nam hiện nay ở ngoài vùng biển với việc Trung Quốc đã tuyên bố như vậy. Và ông Cảnh yêu cầu với Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Tức là Trung Quốc đã nói rằng Việt Nam xâm phạm chủ quyền của họ, đó là bãi Tư Chính, đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nơi Việt Nam đã có giàn khoan đặt khai thác ở đó từ trước đến nay, cũng như khu nhà giàn DK1 và nhiều đảo khác của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phàn nàn. Và họ cho rằng là đấy là điều hết sức bình thường. Và điều đó các bạn có thể xem ngay trên trang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, và họ còn biết rất nhiều. Nhưng chúng tôi chỉ trích lược những cái điều căn bản nhất để các bạn cũng biết mà thôi. Và trong nước thì vẫn giấu điều này với người dân. Và trong suốt gần 3 tháng nay khi Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì chỉ có Mỹ là quốc gia mạnh mẽ nhất phản đối Trung Quốc và bênh vực Việt Nam mà thôi. Và hình ảnh gần đây nhất các bạn có thể xem trên trang của một số báo quốc tế đã đăng, đó là việc nhà ngoại giao Mỹ nói rằng Trung Quốc đe dọa bắt nạt Việt Nam và các nước ASEAN. Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ về các vấn đề châu Á David Stever vừa ra trước một ủy ban thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 9 lên án các hành vi đe dọa bắt nạt của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước ASEAN để đẩy mạnh nghị trình khu vực của mình. Ông nói như vậy. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư, trợ lý Ngoại trưởng David Stever tố cáo Trung Quốc là tìm cách gây ảnh hưởng bằng cách một mặt chiêu dụ một số nước và mặt khác bắt nạt các nước như Việt Nam để đẩy mạnh nghị trình của mình của Bắc Kinh giữa một cuộc đôi co đang leo thang với Hoa Kỳ về vấn đề chiến lược và thương mại. Đây hình ảnh các bạn có thể thấy ở một trang báo quốc tế đã đăng. Nhưng những thông tin này thì Việt Nam cũng không đăng tải và không đăng tải đầy đủ. Thì điều đó các bạn nên tham khảo báo chí quốc tế, vì Việt Nam vẫn giấu giếm những cái thông tin như vậy. Và việc gặp đại diện chính phủ Mỹ trước khi phát biểu chính thức tại Liên Hợp Quốc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng là bước đi rất phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam, khi người đồng chí lớn nhất của Trung Quốc là Trung Quốc đã nói trắng ra tham vọng bá quyền trên Biển Đông bất chấp Công ước Quốc tế và Luật Biển 1982 và các nước này đã cùng ký kết trong thời gian vừa qua. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là những chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc hung dữ lao vào những tàu
cảnh sát biển của Việt Nam bé nhỏ. Và bên cạnh đó các bạn có thấy quyển Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 đã được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia in và phát hành ở trong nước, và trong này ghi rất đầy đủ những cái thông tin chi tiết. Và hiện nay Trung Quốc đã vi phạm và coi như không có công ước này, và họ đã lao vào vùng biển Việt Nam để chiếm giữ trong thời gian vừa qua. Và bên cạnh đó thì các nước sau chủ nghĩa anh em như của Việt Nam, như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên, trong suốt gần 3 tháng qua khi Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đều im lặng, không lên tiếng giúp Việt Nam hay phản đối Trung Quốc. Nên việc Việt Nam quyết định thân thiện hơn, nhiều hơn với Mỹ là một thực tế và cách duy nhất trong lúc này, khi mà đang căng thẳng để bảo vệ chủ quyền trước sự xâm lăng từ Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã chứng kiến những hình ảnh rất khôi hài, đó là việc người đồng chí của Việt Nam là Cuba đã đến Việt Nam, nhưng không phải để ủng hộ hay động viên Việt Nam trước Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, mà để Tổng tham mưu trưởng Cuba mong muốn Việt Nam hỗ trợ về giống ngô. Chiều nay tiếp Thượng tướng Maria, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất các lực lượng vũ trang của cách mạng Cuba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực giúp Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp lương thực, tức là Cuba hiện nay đang rất đói. Và Cuba mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Cuba về giống ngô. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên một số bài trang báo trong nước đã đăng tải về việc này. Nhưng đấy là một điều rất đặc biệt, vì cùng thể chế cộng sản và chủ nghĩa xã hội như nhau, nhưng Cuba vẫn là đất nước từ trước đến nay nghèo và hiện nay còn đi xin lương thực của Việt Nam nữa. Và bên cạnh đó thì khi ông Phạm Bình Minh lần này sang gặp được đại diện chính phủ Mỹ, cũng giúp Việt Nam, và người đại diện lúc này là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, sẽ yên tâm hơn khi đưa ra tuyên bố lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình trên Biển Đông. Và điều đó các bạn có thể thấy rất rõ khi ông Phạm Bình Minh sẽ có cuộc bài phát biểu vào ngày mai. Vậy ông Phạm Bình Minh cũng nhân diễn đàn quan trọng này tại Liên Hợp Quốc công bố thẳng trước quốc tế Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, và Trung Quốc đã chèn ép Việt Nam cũng như phá hoại và đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam trong thời gian qua. Về mặt cá nhân, đây cũng là cơ hội tốt để ông Phạm Bình Minh rửa hận cho cha mình, cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, khi bị Trung Quốc ép ra khỏi Bộ Chính trị Việt Nam và không được phép đến Trung Quốc dự hội nghị Thành Đô. Sự kiện này đã diễn ra cách đây gần 30 năm, nhưng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn là như vậy. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ 6, ngày 27 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ những video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi cũng có thể biết, cũng như phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.